Dạ con xin kính chào tất cả các cô chú trên cộng đồng mạng ạ. À, đó thì cũng như là cái thằng trọng súng đó cô chú thấy không? Con nói cô chú he, nó đâu có ngừng chiêu trò đâu. Hai ba bữa là nó dự án này dự án nọ, hai ba bữa là dự án ma, hai ba bữa là dự án treo, hai ba bữa là nó làm hả cái này cái nọ, nó làm tùm lum hết trơn cô chú. Cuối cùng sao? Cuối cùng cũng chỉ là mồi chài và lên trên cộng đồng mạng nói dốc xạo nổ xàm xí đú cô chú. Cô chú có thấy ai như nó không? À, không tiền đi hỏi tiền góp góp ngày 200 ngàn đầu tư vô hai chiếc xe vậy rồi để đó nằm đó, à, chưa có tiền. Hai chừng nào có tiền mới thực hiện là cái ý định là mua bán này nọ gì đó cô chú. À, rồi ta hỏi mày trong cái thời gian nó tiền đâu mày góp, bây giờ mày mua xe hết là tiền đâu mày góp nè mà mày chưa đi làm nè, à, có phải mày xạo mày nổ không? Mà con nói cô chú thường thường mấy cái thằng nó nổ vậy nó dễ banh xác lắm cô chú. Trời trời, gắn camera ha, ngôi nhà hay là bốn mặt tiền mướn mặt bằng đẩy ra rồi hạ cánh ra này nọ, nó dè ra nó bự rồi mua bán này nọ, mày bán được mấy bữa và mày có chịu đi bán hay không, và mày có chịu xiên để mà mày cài hôm nay bán không được ngày mai bán được không? À, đâu mày thử hỏi thử coi cô chú thấy không? Đó ba hồi hả, làm cái này là làm cái nọ của nó cô chú á, làm một nghề đi ha, gọi đầu trụ đi rồi đeo đi thì từ từ có lượng khách không cô chú. À, nó muốn mở ra là phải người ta dãy cú nó ào ào như lúc trước vậy đó cô chú. Rồi bây giờ hả, nó lên nó nói thiên khơi không ha, phải chi là lúc trước là nó ở trên Sài Gòn nó đừng về đây bị người ta chữ rồi ha, về đây rồi ha bắt đầu ha tiền bạc hết trơn này nọ luôn, cũng tính tới cái đường ăn giật rồi cô chú. Tao nói mày nhắm mày trốn suốt đời được không? Đó, mày thấy không, mày thấy như mẹ mày cha mày không, trời đầu về tới Kiên Giang rồi cũng không dám về quê hương xứ sở nữa, lý do làm sao? Thiếu nợ người ta cô chú. Mà con nói cô chú, nói chuyện thiên khơi vậy không mà bản thân á, cha làm cha rồi không có lo được cho con cái mình cả, ở đó bị đặt ha, tính tới cái chuyện trời ơi làm miễn phí cho kênh YouTube cho mấy đứa học sinh nó đi học này đi học nọ vậy đó cô chú. Ha, mày lo kìa, mày lo mày làm cái một cái kênh của mày thôi, chừng nào mày thành công đi, chừng nào mày kiếm được tiền từ đồng tiền YouTube kìa, thì mày mới có thể mày dạy người khác, mày nói người khác người ta nghe. Còn bản thân mày không có cái kênh nào ra ôm ra hồn gì trơn á, rồi ha mày có mày cũng bán ăn giọng hết rồi, thì mày có làm được tiền YouTube đồng bạc nào đâu mà mày xạo xạo mày nổ, mà lên đây mày nổ ai nghe trọng, tao hỏi thiệt mày đó. Mày thấy con của mày đi lụm ve chai đụm bọc gì đó mày có thấy nhục không trọng? Chứ tao thấy tao thiệt tao nhục giùm mày đó. Nó ngồi ở nhà nó xạo xạo nổ nổ, nó dốc nó láo như nanh ca vậy đó cô chú. Còn con nó đi lụm ve chai lụm bọc, mà con cũng đang nghi ngờ chưa chắc gì có lụm nữa cô chú. Mà tao nói mày nếu mà có lụm đi nữa thì thật sự luôn á, mày tệ hơn con mày đó. Con mày bị lớn nó biết bư vào, nó biết làm kiếm tiền để đem về nuôi con mẹ mập thay làm biếng ở nhà với thằng cha xạo sự nổ làm biếng như mày đó. Mày thử hay mày hổ thẹn với con mày không đó. Mà tao hy vọng là mày chỉ diễn thôi đó, chứ đừng có để cho con cái của mày đi lụm như vậy. Tao nói thật sự mày à, nếu mày để con mày đi lụm như vậy á là mày vô dụng dữ lắm, mày bất tài dữ lắm luôn. Mày nói con mày không nghe đâu, tao nói thiệt ha, mời mốt nó lớn lên tí xíu đi rồi nó nói mày đậu quần luôn. Ông với bà nè làm biếng nè ha, ông với bà không có đi ha, làm mà bắt tôi đi làm gì hả? Tôi có quyền tôi không nghe lời nè, tôi nói chữ trên đầu cha tao nói rồi đó, tới đó he rồi la làng la sớm nha. Cô chú thấy nó tính thiên khơi vậy không? Bỏ vô ha vài triệu bạc nó chưa thấy bán được lời đồng bạc nào. Mày thử nghĩ vài triệu đó đó mày bán được bao lâu vọng? Mày thử nghĩ đó coi, mày bán được bao lâu mày mới lấy vốn ha, với cái tánh làm biếng của vợ chồng mày đâu phải chịu cài như người ta đâu. Con nói cô chú, nếu mà thật sự đi cô chú, nó mua bán thì cô chú không cần phải mua cái xe đó luôn nữa cô chú phải không? Con nói mình chỉ bắt vài cái bàn thôi rồi mình để xe cam thôi, nói chung mình đủ tìm mọi cách để là mình không phải bỏ vốn ra nhiều. À, mà mình kiếm lại 1 ngàn trong ngoài 200 ngàn rồi mình làm từ từ đi cô chú, rồi có vốn rồi đầu tư cũng chưa muộn. À, phan cô chú bây giờ nè mày nghĩ thử coi. À, mày nghĩ thử giờ mày phải bỏ ra mấy triệu đó, tao chưa thấy mày làm và mày bán 1 tháng trời luôn chưa chắc gì mày lấy lại được cái vốn. Rồi trong 1 tháng đó mày phải góp sách, mày phải ăn uống này nọ đó, mày thử mày nghĩ thử đi. À, mày là tính tới cái con đường là tao thấy rồi là banh nữa rồi đó. À, mày sắp sửa mày đi đai nữa đó chồng, tao nói thiệt. À, mày bớt nổ nổ giùm, mày bớt xàm xàm giùm đi mẹ ơi. Mày nghĩ sao cái xe của mày có bị lớn đó hà? À, mà mày gắn camera rồi mày quan sát qua điện thoại á. À, trời ơi trời, nổ nổ mà con nói cô chú, nó nổ nó không biết ngượng ngùng luôn á. Trời ơi, điện thoại người ta điện kìa, bắt máy giùm cái đi cha ơi, tao đòi nợ. Ba cha cứ che né tránh hoài mà cha nổ như súng đạn vậy. Nghĩ thằng này cô chú nghĩ cũng mắc cười hết cô chú ha. Ồ, tên người ta ha lại đòi nợ, đòi tiền góp gì đó, không dám mất máy nữa. Đó, mà ha lên hay nổ, lên trên cộng đồng mạng nổ thiên khơi, không nói dự án này, dự án nọ. Đó,
nói hay cho lớn cho dữ, nổ cho dữ lên đó, để cho người ta dí nợ. Có người khán giả cô chú bình luận nói gì nè, cô chú ơi, nó chắc trọng súng nó bị khùng quá. Mà thiệt, có theo con nghĩ thằng này nó không bình thường đâu cô chú ơi. Nó bình thường không ai mà nói chuyện tào lao, nói chuyện thiên khơi, nói chuyện không có mà. Thả nay con cái của nó nè, nó có biết làm YouTube đâu, và bản thân nó cũng không biết làm YouTube luôn nữa. Mà ở đó bày đặt, nó nói nó làm YouTube, nó chỉ người này người nọ, chỉ mấy đứa học sinh để cho nó làm, nó có tiền. Mày có làm kiếm tiền được YouTube đâu mà mày nào nổ mày xạo. Con của mày có đứa nào thành công, thành đạt, thành tài, thành danh gì đâu mà mày xạo. Có làm được YouTube đâu mà mày xạo. Bản thân mày kìa. Mà mày, tao nói thiệt, cái mày chỉ có tài nổ là hay. Nó nói như điên như dại vậy đó cô chú. Trọng súng á. Nó nói mà nó không biết nó nói cái gì luôn cô chú. Hay là nó toàn là dự án treo không à. Mà con nói cô chú nói nhiều chứ không có làm được gì chứ á. Dòng thằng mà thứ mà mất dạy bất hiếu mà con hỏi cô chú trời Phật nào cho có ăn. Bữa nó lên trên tới trên bà tòa te, nó còn không vô nhà bà, nó không gặp mặt, nó không hỏi han gì bả. Nhưng cô chú lúc đó nó giận, nó không cho nó tiền, nó giận gì đó. Có người nói mắc cười lắm cô chú. Cũng may trọng súng nó có một hàm răng đó chứ hả, nó mà hai hàm chắc nó không biết như thế nào nữa. Rồi có một số người nói thì cút khỉ vẫn hoàng cút khỉ thôi, không bao giờ thay đổi được cái bản tính xàm xí đú vậy cô chú. Rồi ha, con nói cô chú ha, cũng có nhiều người lại nói gì nè cô chú ha, mà nếu mà ở gần là lấy cây xà beng nhổ luôn cái hàm răng dưới của trọng súng cho nó bớt xàm bớt nổ. Nó ha, là con nói cô chú ha, là nó lười, nó lười nó làm biếng mà nó lên nó nổ cái gì nó cũng cầm đem đi bán này nọ. Chỉ có vợ con nó cầm không được, không ai cầm thôi cô chú. Ai mà cầm đi nó cũng ấy luôn, nó cũng cầm luôn, nó cũng bảo đảm cô chú luôn đó. Gì đâu mà lên nói thiên khơi bà bóng không mà cô chú. Con nói cô chú ha, như đất à, đất trên Hà Tiên cũng vậy luôn đó, cái cục đất đó đó. Đó mà ha, làm ăn này nọ được đó, biết bao nhiêu người ta cũng sống được cái chân cái khu du lịch nữa. Con nói khỏi làm gì lớn lao chi, dòng bán đậu phộng, bán vé số, bán cốc ở mấy game không cô chú, cũng sống được. Lên trời ơi được, lên được, lên bắt chim chép, lên bắt tôm, bắt cá, bắt ghẹ, bắt này bắt nọ để bỏ sỉ cho người ta quen chủ giữa lớn gì. Ôi con nói cô chú nói chuyện trời ơi. Con nói thiệt, nói chung là thằng này nó tào lao. Mày đừng có nói gì, mày làm đi. Tao thấy cái gì mày cũng biết, mày cũng biết hết mà mày nói mà mày không biết nhục. Nó bao nhiêu tuổi rồi cô chú thử nghĩ à, trọng súng á, 30 mấy tuổi rồi, nói chuyện thua con nít nha, chứ như con nít cũng đỡ, thua con nít nữa cô chú ha. Không có làm cái gì được hết trơn, mày đặt cái này dự án nọ làm tào lao không, nó diễn hoài hả cô chú ơi. Cái thằng này nè, nói dừng anh ca, hai thằng đói rồi nó kết hợp với nhau đó vậy đi. Mà có một số người cổ xí trời, cố lên chồng ơi, cố lên chồng ơi, cố lên chồng ơi, ủng hộ chồng ơi. Không biết ủng hộ cái gì, nó không có làm cái gì hết trơn ngoài cái chuyện nó xạo xạo sự sự lên trên cộng đồng mạng, nói phét nổ, nói dốc, nói láo, nói tào lao, nói thiên khơi dạy đời người này người nọ. Mà bản thân nó cô chú đó là nó trình ình thúi gùm như vậy đó, mà nó dạy người này người nọ phải sống như thế nào, nó làm như thế này thế nọ. Nó hay lắm mà nó quên coi lại bản thân đó. Má mày về mày dạy con vợ mày lại kìa. Nó chỉ cần nói như người ta thôi thì nó mới thể là cứu cái nhà này nổi thăm cô chú. Chứ còn hơn trọng súng là thấy thua, mà con kia làm biếng vô dụng bắt tài ăn bám, trọng súng thì đâu có quyền nói thì thua. Nó phải chỉ có tiếng nói trong gia đình đi con thị cô chú, thì cũng đỡ, cũng kìm trọng súng là được. Chứ đâu mà quá trời làm tào lao. Cô chú thấy rõ ràng không? Rõ ràng là nó nói nhiều làm ít, nói tào lao là nhiều, ham. Rồi nó, con nói cô chú nghe, nó bây giờ nó vẫn còn cái bệnh sao, bệnh ngôi sao nha cô chú nghe. Nó tưởng nó là ngôi sao nhưng mà nó không ngờ nó là một cái thằng tai tiếng. Tao nói mày tỉnh nó đi trọng súng ơi, mày bớt ảo tưởng rồi thôi, thiệt mày ít đi, ít ảo tưởng lại đó, rồi bỏ đi, bỏ bớt nổ đi. Tao nói với mày á, thì gầm cầu thì nó còn đỡ, nó còn chứa mày. Còn mày nổ quá vòng gầm cầu, nó nổ banh cái góc cầu luôn mà không có chỗ nơi cư trú. Tao nói thiệt mày bớt xàm nó đi. Hổng gai ha, chắc bà tò te này nọ đó là cho nó vậy đó cô chú. Tiền bạc nó mới lò cái mặt nó lên trên cộng đồng mạng, với lò lên trên Hà Tiên để gặp bà để lấy chiếc xe về đó. Chứ bà mà không cho nó này nọ ra nó còn thù dai bà. Người trong nhà nói đụng chạm tới nó cái nó la làng, nó nhảy dựng như đó. Còn ngoài người ta chửi nó như chó, nhất là mấy thằng YouTube đó cô chú thấy không, thậm chí quay mà con thấy chà đạp nó rồi, con thấy bốc phốt nó rồi, con thấy nó trời ơi, thấy nhiều lúc nó cũng tội. Nhưng mà thôi cũng kệ mày, tại vì mày xàm, mày chỉ thằng là như làm biến như mày bị tụi nó lợi dụng, tụi nó dẫn dắt, tụi nó quay như con dế với cô chú. Ba hồi lên ba hồi xuống cũng do tụi kia, mà không biết gì mà coi người ta như người ân. Còn cha mẹ hay người nào tốt đi cô chú nói này nọ thì bắt đầu thì nó kiếm chuyện, nó chửi người ta hoặc là nó không nghe.
con nó thật sự đó, tối ngày nó lên trên cộng đồng mạng nè, nó khùng khùng điên điên gì không mà nó có làm được cái gì đâu. Nó bây giờ như vậy đó, nó cô chú thấy không, có ai tin nó không, nó thề thốt cho dữ đi rồi nó cũng có làm đâu đó. Rồi rốt cuộc ai tin mày nữa, mày tự không à, dồn tụi bây vào con đường cùng, mất uy tín với khán giả chứ đâu có phải tại tụi tao hay này tụi tao nọ đâu. Tụi tao chỉ nói ra để cho khán giả hiểu về bản chất của tụi bay là đang mồi chài làm biếng trục lợi từ đồng tiền của Mạnh Thường Quân. Nó cô chú thấy rõ ràng không, hiện tại và nó sẽ không ngừng mồi chài đâu cô chú. Bây giờ ha, giả bộ làm có tiền cho con đi học, hỏi chừng nào cho đi học tới tụ trường lại đó, là bây giờ còn vài tháng nữa cô chú. Chứ bây giờ ha mà nói cho đi học liền, ngày mai không cho đi học, cái đầu cộng đồng mạng dậy sóng nữa. Ủa sao lúc trước á mày cho con mày đi học bất cứ lúc nào mà miễn mà ai gửi tiền về mày thôi cũng đem đi đối phó với người ta, mày đưa con mày gửi tư gửi nhân gửi tùm lum hết trơn, vì sao bây giờ phải đợi tới mùa tụ trường hả? Mày tao nói thiệt á, mày hay nói chuyện riết thì không ai tin nổi đâu. Trọng súng mày nói tào lao ba xàm ba láp không mà cô chú, trọng súng á nó nói ha, nói chuyện không ra gì, nó càng nói càng xàm và càng nói càng thấy lộ rõ cái bản chất xạo của trọng súng á cô chú. Nó cô chú thử nghĩ thứ hai con nói có đúng không, nó mình đâu phải mà mình ghét bỏ gì nó đâu cô chú, ai cũng vậy à, tao nói với mày vậy đó. À, mày mở miệng ra là mày biết là thế nào cũng bị chửi, thì rõ ràng tao nói mày thì chắc chắn là sẽ có rồi. Mày coi khán giả đi, đọc bình luận đi, nó nói chuyện hai lời không ai đâu mà tin đâu. Rồi á, mày lên mày mồi chài rõ ràng vậy đó, mày thấy không đó, mà ai mà nói nó mồi chài lên nó không có nghe cô chú nghe. Bây giờ mày đang mồi chài đó, mày biết từ mồi chài không, mày thừa sức thừa biết rồi chứ gì mà mày không biết. Mày với Nam Ca đang diễn để đưa ra cái dự án này dự án nọ đó, rồi đang gom vốn để có tiền để mở, còn bây giờ chưa đủ vốn mới có nhiêu đó thôi, rồi đủ tiền có tiền lo cho con mày đi học, rồi đủ tiền có tiền mày mua nhà mua cửa mua xe này nọ đó, mày nói đủ thứ chuyện chứ thì mày đang mồi chài chứ gì nữa. Giờ mày quay lại ngược lại thời gian đó, nó nói nó ước gì cô chú đó, mà cho nó cơ hội lần nữa đi, nó sẽ nắm bắt này nọ, nó sẽ nghe lời rồi nó sẽ làm ăn nó. Bây giờ giờ nghĩ lại là hối tiếc, mày đâu phải một lần đâu. Tao nói rồi, giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời, vợ chồng mày tao nói rồi, thà đổ máu thà bán máu ăn chứ không thể nào đổ mồ hôi. Tại vì làm biếng đổ mồ hôi mày sẽ rớt cái cục nhớt của vợ chồng mày. Mày nghĩ sao vợ chồng mày thua hai con đứa con của mày đó, nó như mày quay mày nói là nó đi lụm ve chai đó. Nếu mà thật sự nó có lụm đi đó, là tụi bay rất là tệ đó. Còn bà già vợ mày cục chân mà ta vẫn đi buôn bán mỗi ngày, tính ra mày rất là tệ luôn. Hai vợ chồng mày tệ, đủ sức khỏe đó cô chú, mạnh như trâu trâu vật ha, con nói cô chú còn không chết nữa, con nói cô chú còn thì với giọng súng á, ăn ở không thôi, không làm gì chứ không chịu làm gì chứ cô chú, mà đi hỏi tiền góp tiền sách tiền mỗi ngày đâu mày góp. Tao mày thử mày trả lời thế này, mày làm cái gì mà mày thấy mày thức 5-6 giờ sáng mày thức rồi, mày có thức không? À, hay là mày thức giờ đó cái mày ra quán cà phê mày xạo xạo sự sự mày nổ rồi hả mày hả đánh đề rồi ha, mày ngồi đến nỗi mà tới chiều gì đó sổ số ra có tiền để mày quay mày góp cho người ta, rồi mày có tiền mày đem về nhà mày hy vọng mỗi ngày mày trúng không à. Còn bữa nào không có là trọng súng là đi đai luôn đó cô chú, là chạy lên trên Hà Tiên hoặc chạy xuống Nanh Ca là trốn, là cô chú thấy nó đi hoài là vậy đó. À, mỗi ngày à, miễn mà 4 giờ mấy mà thấy chiếc quất rồi không có tiền góp mỗi ngày, hay cô chú nghe là nó chùi nè, nó đi lánh nạn rồi, thì nó có cái cớ cái lý do nó hẹn chờ tôi đây, tôi đi quay phim tôi đi làm YouTube nó, mà cô chú thấy nó có làm con mẹ gì đâu, cái ôm cái hồn gì đâu, chủ yếu là nó mồi chài, chủ yếu là nó trốn nợ thôi, nó trốn nợ năm này sang năm nọ mấy năm nay. Cô chú lúc trước nó cũng vậy luôn đó nó, thì khi mà bây giờ nè các mạng xã hội nè nó rộng rãi cho nên là nó may mắn nó may mắn nó được quay và nó được người ta giúp đỡ nó số tiền rất là nhiều. Nhưng mà với cái bản tánh á nào tật nấy không chịu lao động lười lao động thì nó xài trong chốc lát thôi, thì cô chú thấy nó bây giờ trắng tài đó. Bây giờ nó tiếp tục nó mồi chài, nó thấy mồi chài này con đường dễ kiếm tiền dễ ăn quá đó cô chú. Thì con hy vọng cô chú nào mà có nghe mà xem được và hiểu được cái câu chuyện trọng súng thì đừng có giúp nó nữa, mình giúp những cái hoàn cảnh khác đi. Nhiều hoàn cảnh lắm, nhiều hoàn cảnh còn thật sự rất là khổ cô chú đó, người ta rất là tội nghiệp. Gia đình trọng súng không có đáng tội đâu cô chú, không có tội nghiệp đâu, không đáng mình giúp những cái con người làm biếng như vậy, không đáng. Mình phải giúp những cái con người nào thật sự kìa chí thú làm ăn kìa, mà tại vì con đông nghèo khổ rồi, con này nó cô chú thấy không, nó đâu có nghèo đâu có khổ đâu, nó muốn khổ nó diễn cái tuồng khổ để cho mình cho tiền để nó mồi chài mình đó cô chú. Thật sự ra trọng súng không có khổ nghe cô chú nha, cô chú thấy nó phơi phới không, dòng mua cái xe cam
thay vì mua xe cam bằng cây đó cô chú đó, đâu chịu ngoài cũ 700-800 ngàn được rồi, không đâu đó, đi mua cái xe ba gác cũ mà 2 triệu rồi đó, rồi mua mấy hàng triệu mấy, mua nước sơn, mua bánh xe này nọ, đâu có dưới 3-4-5 triệu, đem cái cục sắt hư về đó. Cái quan trọng là mày phải làm kiếm tiền có hay không kìa. Còn cái chuyện đầu tư ai dây ai hỏi ai nợ không được, phải không cô chú, làm đi rồi không có tiền sao trả người ta. Cái quan trọng là mình phải tính như thế nào ha, là làm ra tiền mỗi ngày để có tiền trả nợ cho người ta kìa. Nó chứ hỏi nợ rồi mua rồi đầu hay giờ đổ thừa cái mai mốt này cô chú hả. Nó nói nè, bây giờ tôi hỏi tiền góp của anh đó, bây giờ là tôi mua cái chiếc xe này nè, để tôi mua bán, tôi làm ăn, tôi tính bán được đó, thì tôi góp anh, còn bây giờ tôi bán không được nè, giờ anh lấy đồ lại đi, lấy trừ đi. Nó là như vậy đó cô chú. Đường cùng là nó sẽ liều mạng. Cái thằng tánh thằng này là nó vậy đó. Thì cô chú cũng biết rồi đó, nằm dạ ăn dạ là quen rồi, là cái tánh của con trọng súng rồi. Các cô chú không? Cô chú thấy nó lên nói chuyện thiên khơi và bóng không? Nói chuyện xàm, nói chuyện con nói cô chú chuyện không ra gì chứ. Nó nói là nó làm cái kênh cho con Tú Linh vậy đó, để sau này để nó cũng có tiền nữa. Mà con nói cô chú nè, nó còn không biết làm nữa. Nó nói cái kênh của Tú Linh giờ có người đăng ký à. Ta hỏi mày vậy đó, mày còn không biết làm nữa mà con mày gì, con mày làm gì? Mày còn chưa có nên thân nên hình nè, mày còn không có biết làm ra tiền nữa kìa, mà mày đào tạo cho nó để nó kiếm tiền. Nó kiếm tiền gì nó nuôi mày hay sao? Hay là mẹ tao nói mày đào tạo cái nghề ăn mày, y chang mày đi, dễ kiếm tiền. Nó mày lấy nó ra làm công cụ luôn đi. Nó rồi làm đạo cụ luôn, nó để mày diễn luôn đi. Đó, mày nó làm mấy là cái tao nói với mày ha, là cái ngân hàng vô giá của vợ chồng mày đó, bé Tú Linh đó với mấy đứa con mày đó. Mày moi nó ra, mày lôi đầu nó ra, bắt nó diễn, cộng đồng mạng ta thương ta cho. Rồi lúc đó vợ chồng mày nằm phè phè cũng có tiền ăn, ăn sung mặc sướng. Mày bớt nhảm đi chồng ơi, tao nói thiệt, tao thấy mày nhảm quá trời nhảm mày. Mày nói biết bao nhiêu dự án, biết bao nhiêu dự định, biết bao nhiêu rút cuộc có được cái gì không? Nó hay mày làm la làm chết thôi. Mày làm tầm bậy tầm bạ thôi, mày làm đâu? Mày làm mày nói cái gì mày làm đâu? Mày nói giờ mày chỉ ra cái gì mày làm thành công coi, rồi mày hả dạy đời người khác. Mày hả mày lên mày nổ. Mày lên mày nổ đâm khơi không à, bởi vì chúng nó chữ. Dạ thôi, cái clip hôm nay thì con làm đến đây thôi nha cô chú, hẹn cô chú vào clip sau. Thì con có bán khô cá lóc 3 nắng 260k 1 ký, phí ship là 30k trong nước. Cô chú nào có mua 2 ký thì con miễn phí ship. Là cái số điện thoại thì con có ghim trên màn hình. Cô chú có mua ủng hộ thì kết bạn với con.